Dạ chào anh em đã trở lại kênh Úc Mai Vàng Tinh Biên. Lời nói đầu tiên em xin chúc cô chú anh chị em luôn nhiều sức khỏe và phát tài nhé. Hôm nay em có xin giao lưu cùng anh em một gốc mai xuồng nhé. Địa chỉ của em là tổ 17 khóm Xuân Hòa, thị trấn Tinh Biên, huyện Tinh Biên, tỉnh An Giang. Số điện thoại của em là 0919 755 533. Em tên Úc nha. Chào anh em ơi. Hôm nay em có giao lưu một gốc mai xuồng không em? Dạ. Rồi em xin quay tổng thể cho anh em gốc mai xuồng nha. Xuồng này đế rất đẹp nha cô chú anh chị em. Xuồng 100%, xuồng chảy nha nè cô chú anh chị em. Em ngồi xuống em coi cái đế luôn. Xuồng rất đẹp nha cô chú anh chị em. Xuồng 100% luôn này. Xuồng đế rất là đẹp. Cốt cành vót ngọn nha. Đế chảy đều bốn mặt. Đế không thiếu con nào nha cô chú anh chị em. Đế quá trời đế. Cốt cành vót ngọn nha cô chú với em. Cây là không bị thẹo dít gì hết. Rồi chúng ta tiến vào đo hoành đi em ơi. Cái này đo sát cấu đế cho anh em xem nha. Rồi sát cấu đế là hoành 77 nha. Rồi 75 đi. Sát cấu đế 75 nha cô chú với em. Rồi em đo xích cho anh chút. Hơi nắng. Đây. Hoành 70 nha. 70 nha anh em. Hoành 70. Rồi em đo chiều cao lên em ơi. Nắng quá nắng này. Chiều cao như em. 95. Chiều cao 95 nha. Chiều cao 95. Em đo cái bầu đế. Nồi đế đông đặc luôn nha. Đây. Nửa thước dây 1,5 m nha cô chú anh chị em. 1,5 m. Một gang nè. 2 gang nè. 3 gang nè. 3 gang. Nồi đế 240 nha cô chú anh chị em. 230 240. Đây đo đo xích đây nha. Nồi đế ngoài khủng lắm, đồ hạo cho cô chú anh chị em biết có nồi đế khủng á, đo được kính bầu ấy. Đường kính bầu 92 nha. Em đo cái ngọn gió còn như em. Gót 19 nha, cái ngọn bóp gót còn 19 nha cô chú chị em. Quay vòng cho anh em xem kỹ luôn một cái nữa nha. Đế rất đẹp nha cô chú chị em. Xù là xù chảy nha. Nắng quá. Đây, xù rất là đẹp, xù chảy nha cô chú chị em. Đế là đế bắp luôn. Nắng xíu cô chú chị em thông cảm giùm nha. Quá nắng này. Nồi đế ngoài khủng lên cô chú anh chị em. Đường kính bầu hồi nãy đo là 92 đó. Muốn gần 1 m. Cái này vô chậu lọt lòng 1,2 m mới được. Đế rất là đẹp. Hai cái bát đế này nở rất là đẹp nha cô chú anh chị em. Rồi em ôm cái bầu đó lên. Cây rất khủng nha cô chú anh chị em. Rồi anh em nào đam mê mai vàng á, có nhu cầu liên hệ qua số điện thoại của em là 0919 755 533. Em tên Út nha.
Rồi cảm ơn em rất là nhiều. Dạ xin chào anh em nhé.